Dạ, Toàn xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn ạ. Dạ, Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ, đầu năm mới, Toàn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước. Luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ạ. Đặc biệt nữa là năm mới, vạn sự như ý và thành công mọi điều tốt đẹp nha quý chú, anh chị. Hôm nay Toàn xin mời quý cô chú anh chị các bạn xem lại cái cây mai xù bên vườn nhà của Toàn. Thì cây này trước đó thì bên vườn nhà của Mực đã tặng cho Toàn ha. Và hôm nay Toàn mời quý cô chú anh chị các bạn xem lại coi cái độ xù nó phát triển như thế nào nha quý chú anh chị. Cây này thì Toàn trồng cũng gần giáp năm rồi. Lúc trước thì cây cũng nhỏ ha, cây nó khoảng bự hơn cái nhánh là tí xíu thôi. Đó, sau thời gian Toàn chăm sóc thì hiện tại cái hoành neo của nó tầm khoảng 11 12 cm với chú anh chị. Còn cái độ xù này thì nó lên rất là mạnh nha. Thì quý cô chú anh chị và các bạn nào muốn cho cây mai xù Singapore của mình nó xù mạnh và nó xù đều cây á, thì mình sẽ làm cái cách nào đó để cho cái nhánh nó ra nhiều. Cái nhánh càng nhiều thì nó xù lên càng mạnh với chú anh chị. Còn đây thì đây nó xù ra nè, nó xù theo những cái đất nhánh rất là mạnh. Còn trong thời gian qua thì có nhiều anh chị hỏi Toàn quay được rồi có cây mai xù hay nó không lên xù, mà thật sự ra thì cây đó thì Toàn đã kỳ rửa tầm khoảng 1 cho đến 2 lần cho nên nó bị chai cái gốc tí xíu thôi. Thì chừng nào cây mai của mình nó phục hồi và nó lớn trở lại thì cây mai của mình sẽ lên xù bình thường nha quý cô chú anh chị. Còn cây mai này thì Toàn không có kỳ rửa gì hết đó, còn không kỳ rửa nhưng mà nó xù Singapore này cũng tùy theo loại, có cây thì xù toàn thân luôn, có cây thì xù theo nách nhánh đó. Cây này thì xù lên tới ngọn luôn quý chú anh chị. Đây, xù lên tới ngọn luôn, chỗ nào cũng xù luôn. Thì đặc biệt cái mặt ho của nó tầm khoảng từ 5, 7, 9 cánh. Ho nó rất là thơm nha quý chú anh chị. Thì mình trồng cũng tùy theo cây, có cây nào nhánh nhiều thì tầm khoảng 7, 8 tháng lên xù, có cây nào nhánh ít thì nó tầm khoảng 5, năm ngoài lên xù ha. Có mặt ho này 2, 4, 6, 8 cánh. Có cây mười mấy cánh luôn quý chú anh chị. Ho mình ngửi nó rất là thơm, nhưng mà đặc biệt thì nó giống như là cái mai hương, mình đứng từ xa nó rất là thơm luôn chú anh chị. Cây này nó xù đều hết luôn, nó xù đều ở trên cái phần nách nhánh nè. Ví dụ mà quý cô chú anh chị và các bạn nào muốn cho cây mai của mình nó cây xù nó lạ thì mình chơi Tết xong tầm khoảng tháng 5 tháng 6 á, mình cưa đi cái phần này, mình cưa ngang cái phần này luôn, rồi những cái nhánh này mình cưa hết, mình chừa lại cục này thôi, rồi xong cái mình bao keo lườn sẹo. Với lại những cái nhánh này còn nhỏ thì mình khỏi bôi keo lườn sẹo cũng vẫn được, tại nhánh nhỏ nó mau kéo tế bào da, nó mau lành da ha. Cắt bỏ đây chừa lại khoảng vài phân thôi, bên đây cũng vài phân luôn, còn nhánh này luôn. Ở đây mình sẽ cưa ngang, mình chừa lại tầm khoảng 1 cho đến 2 phân trên cái phần này ha. Còn những cái phần này Toàn sẽ bỏ ha. Ví dụ mà quý cô chú anh chị và các bạn nào muốn cho cái mai mình nó lạ thì cho cái nụ này nó bự lên trước nè, và cái gốc này nó cũng bự luôn, và từ từ mình sẽ cho một tược nhỏ thẳng lên, mình tạo cái kiểu giống như mà đầu dâu đeo chuột của chú anh chị. Ho nó rất là thơm nhưng chú anh chị, nhánh nó đều nè. Dạ rồi, sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem cái cây sử rễ bên vườn nhà của Toàn ha. Đây thì Toàn cũng có bưa vài cây nè. Cây này thì xù Singapore, đặc biệt nó lên củ rất là mạnh luôn. Đó, đây nó có hiện tượng nè, Toàn bư ra. Thì xù Singapore thường thường là kiến nó đeo rất là nhiều, tại vì những cái vết xù này nó phúng ra nè, thì nó sẽ non cái phần này, nó có cái như là cái chất đường nó hay ngọt ngọt, kiến nó bù lại cái phần này rất là nhiều với chú anh chị. Đó, cây này cái củ nó rất là bự, nhưng mà cái đế thì nó cũng tầm trung thôi. Đó, nó lên củ nè, củ nó rất là to luôn với chú anh chị. Cây này thì Tết thì còn không lật lá, còn thấy nó nụ nhiều nè. Đó, cây này là Singapore, còn cây này là giáp Thủ Đức. Thì mình siêu tầm mỗi cái chút chút để mình trồng chơi với chú anh chị. Cây này đế nói chung là đều hết luôn, từ mặt trước cho đến mặt sau luôn với chú anh chị. Đó, thì bên đây Toàn tưới nước, Toàn xối vô nó lại nè. Cái này Toàn để luôn, để thời gian Toàn mới lắp cái giá thể vô, để cái phần ngoài này để cho cái rễ nó bám xuống dưới này ha. Cây này bằng tay cái của Toàn nè. Kế bên đây Toàn cũng bư cái giá thể ra một cây nữa nè.
đặc biệt khi cây còn nhỏ để mình chăm sóc cho nó nhánh nó ra đều cũng rất là dễ quá chú anh chị. Cây này còn trẻ gần tháng mấy, 2 tháng rồi nè. Nhưng hiện tại nó tròn rễ nè quý chú anh chị. Đó, rễ nó tròn lại nè. Cây này rễ đều nguyên dai luôn. Điều cây này mình nuôi tầm khoảng 2 năm thôi. 2 năm là cái cây này rất là khủng luôn. Đây, cây này lúc trước là một rễ nè, 2 3 4 5 6. Bây giờ hiện tại tính rễ hiện tại bây giờ là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cộng. Đó, 12 cộng rễ nha quý anh chú anh chị. Đều ngang dài hết luôn. Để rồi tiếp tục sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem thêm cây nữa ha. Cây này thì Toàn chăm sóc cho nhánh nó ra đều nè. Rễ thì nó tầm khoảng 5 6 rễ thôi. Đây, để Toàn coi lại bao nhiêu rễ ha. Toàn tưới thời gian cái nó trôi giá thể xuống á. Cây này Toàn để gì luôn, Toàn chưa có lắp giá thể vô ha. Khi nào mà Toàn trộn giá thể, Toàn xử lý giá thể xong á, Toàn sẽ bư cái phần giá thể cũ này ra phía ngoài này. Đó, nó vừa đủ ở đây luôn. Toàn bư lên nhẹ nhẹ sẵn đó, Toàn xử rễ. Và xong Toàn sẽ lắp giá thể mới vô và Toàn đưa lục bình vô tiếp tục như mấy chú anh chị. Đó. Cây này 2 4 6 8 8 rễ đều ngang dài luôn chú anh chị. Ở đây thì Toàn thấy một cái rễ nè. Cái rễ này thì nó nằm bên đây. Thì Toàn sẽ kéo cái phần rễ này lên. Toàn sẽ kéo nó trở lại phía bên kia. Tại rễ này rễ phụ thôi. Toàn sẽ kiếm một cái cây làm cho này nó có lỗ đi, xong rồi Toàn sẽ sọt qua nó dễ hơn. Đây Toàn sẽ rồi xong rồi Toàn sẽ lòn qua nha quý chú anh chị, để Toàn xô cái này qua trước đi. Khoảng nhiều anh chị hỏi là khoảng cách bao nhiêu tháng mình xử rễ một lần, tầm khoảng 2 tháng ngoài cũng được quý chú anh chị. Đặc biệt là mình đừng cho rễ lụa nó ra trên đây nha, rễ treo quá. Mình sẽ đưa cái phần rễ này qua đây. Thứ hai rễ là nó nằm bên đây rễ nè. Mình sẽ bứt bỏ nó luôn. Mình sẽ kéo rễ này lại. Đứt nó cũng sao với chú anh chị, cho nó đứt khúc trừ lấy khúc nữa được. Như là xong. Mà xong Toàn sẽ lấy cây Toàn cắm ngay cái phần này lại. Rồi, mình sẽ kiếm cái cây mình cắm cố định cái phần này lại như mấy chú anh chị. Đây Toàn sẽ bỏ cái khúc rễ này luôn. Cái Toàn thúc này lại cho nó mau lớn luôn. Toàn vẫn để như luôn nha quý chú anh chị. Rồi, như là xong. Dạ rồi, sau đây Toàn chia sẻ cùng quý cô chú anh chị các bạn cách để trồng, để tạo cái bộ đế nơm đẹp cho cây mai. Trong khi cây mai nó rễ nó còn rễ màng như quý chú anh chị. Dạ rồi, sau đây Toàn sẽ mời quý chú anh chị các bạn xem và theo dõi phần tiếp theo ha. Dạ rồi, sau đây Toàn chia sẻ cùng quý cô chú anh chị và các bạn mình cách trồng mai rễ màng để tạo cái bộ đế nơm đẹp cho cây mai ha. Thì cây mai này lúc trước bên chú Đen đã tặng cho Toàn này quý chú anh chị. Cây này Toàn đã cuôn cái tược nó lại. Bây giờ hiện tại tược này nó ra được mấy cây lá rồi. Giờ nó đã gần thắt ngọn rồi ha. Cho nên hôm nay Toàn chia sẻ cách trồng để tạo đế nơm đẹp cho cây mai về sau. Và cách cắt cái rễ ghim nó như thế nào. Mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi ha. Thì ở đây Toàn chuẩn bị một cái mô đất nhỏ nhỏ nha. Đó, mô đất cũng vừa tầm thôi. Chỉ một tấc ngoài thôi quý cô chú anh chị.
Đó. Thì ở đây toàn chuẩn bị cái vê. Cái vê này chiều cao là khoảng 2 tấc với cô chú anh chị. Đó. À, đường kính của cái vê này nó hơi bự tí xíu ha. Đó. Đường kính của cái vê này ngang nó tầm khoảng 6 tấc này với chú anh chị. Đó. Thì thí dụ mình trồng một cái cây mai nhỏ gì, mình sử dụng cái vê đường kính ngang tầm khoảng 4 tấc hoặc là 5 tấc cũng được nha quý cô chú anh chị. Thì hôm nay toàn chia sẻ cùng quý cô chú anh chị các bạn mình cách trồng một cây mai rễ màng ít hao giá thể. Thì ở đây toàn sẽ thúc cái vê này lại. Đó. Thì nói chung là mình trồng cái cây mai bự hơn cây đó thì mình sử dụng cái đường kính ngang tầm khoảng 6 tấc. Đó. Và bây giờ toàn trồng cây mai nhỏ thì toàn sẽ thúc lại tầm khoảng là 4 tấc nha quý cô chú anh chị. Cho nó đỡ tốn giá thể ha. Dạ rồi, toàn đã thúc cái vê này lại chiều đường kính ngang tầm khoảng là từ 3 tấc rưỡi cho đến 4 tấc nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì cái vê này trước đây tầm khoảng vài tháng trước á, thì đường kính ngang tầm khoảng là 6 tấc cho đến 6 tấc rưỡi. Đó thì mình sử dụng rất là hao giá thể. Cho nên hôm nay toàn đã rút kinh nghiệm lại. Đó. Toàn làm một cái vê nhỏ vậy thôi. Đấy, ví dụ sau này mà cái cây mai của mình nó lớn lên nữa thì tầm khoảng 5-6 tháng mình sẽ bung cái bầu này ra tí xíu nữa. Thì nhờ vậy cái phần giá thể nó đã liền ở cái phần này. Đó. Thì thường thường những cái phần giá thể ở cái phần này nè quý chú anh chị, thường thường là mình tưới nước nó không có vô ha, thì nó khô cái bề mặt này nè. Đó. Sau này mình sẽ bung cái phần này ra, mình thêm giá thể vô thì cái rễ mai của mình nó sẽ bắt phân và bắt nước mạnh hơn cô chú anh chị. Đó. Thì toàn đã hoàn thành một cái mô đất nhỏ và cái vê. Đó, cái vê làm theo cách này thì nó ít tốn giá thể như với cô chú anh chị. Ở đây thì toàn chuẩn bị giá thể bao gồm là sơ dừa nè. Sơ dừa với chấu, sơ dừa 8 phần, chấu 2 phần mình trộn lẫn lại với nhau. Đó, thì mình tưới nước cho nó ướt đều hết giá thể nha với cô chú anh chị. Đó. Đó. Sử dụng hết luôn với cô chú anh chị ơi. Đây thì toàn trộn lẫn đều với nhau xong rồi toàn cho nước vô nè. Đó, nó ướt đẫm hết này ha. Để mình tránh cái trường hợp mà để sau này cái chỗ ướt chỗ khô nó dễ bị gây ra nấm bệnh cho cây mai nha quý chú anh chị. Không thôi nó tạo thành cái meo. Sau này thì nó thành cái nấm hoặc là cái nấm bệnh trên giá thể. Đó, thứ nhất, thứ hai thì nó sẽ nó lây lan tới cái cây quý chú anh chị. Đó, đây mình trộn đều lấy nhau nè. Rồi ở đây cái phần này thì toàn đã xử lý xong. Bây giờ toàn sẽ cho vô đây một mớ giá thể ha. Đó, mình cho đều ở cái phần này đi. Lúc trước thì mình sử dụng tầm khoảng là một thau rưỡi giá thể là mới cho đủ cái vê là từng kính ngang là 6 tấc ngoài ha. Còn bây giờ là một thau này là dư quý anh chú anh chị. Nó toàn sẽ phả đều ra. Đó. Mình phả đều ra một lớp mỏng mỏng thôi. Xong ở đây toàn chuẩn bị cái cục đất ha. Cái cục đất cái mô phụ này nó tầm khoảng là tắt ngoài quý chú anh chị, xong toàn sẽ để vô cái mô mai ha. Đó, sau, toàn sẽ canh cái đường chính đường kính ngang của nó nè. Mình canh ngay cái tim giữa quý chú anh chị. Đó, để sau này mình trồng cây mai để rễ nó phát triển đều với nhau ha. Đó. Đo đường kính ngang này tầm khoảng là 3 tấc mấy ha. Rồi, sau đây toàn sẽ khui cái phần cây mai rễ màng này ra để cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái rễ nó phát triển như thế nào và cách cắt rễ ghim ra sao và mình có nên để rễ ghim hay không hay hoặc là mình cắt bỏ ha. Rồi sau đây toàn sẽ thực hành quý chú anh chị ơi. Dạ rồi, sau đây toàn sẽ sổ cây mai coi cái bộ rễ nó phát triển như thế nào sau 3 tháng nha quý cô chú anh chị. Đây thì cái chậu này là chậu C9 quý chú anh chị. Đó. Chậu C9 ha. Bây giờ toàn sẽ sổ ra coi cái rễ ghim nó liền với cái rễ phụ á, thì toàn sẽ để nguyên. Nếu như nó rời ra nó có cái dấu thâm á, thì toàn sẽ cắt bỏ ha. Đây mình sử dụng với thể sạch luôn anh chị để mình coi cái chỗ mà khắc da lúc trước coi nó có liền lại không ha. Nếu như liền lại mình sẽ để luôn đó. Đây quý chú anh chị, thì cái phần này nó đã liền lại quý chú anh chị, nó đã liền lại. Thí dụ mà quý cô chú anh chị các bạn mình muốn để rễ ghim luôn thì để, muốn cắt ra thì cho nó gọn thì mình cắt luôn cũng không sao ha. Đó, mình sẽ dũng cái phần giá thể này sạch đi. Còn xong cái phần này thì
Mình muốn để cái zin thì để, thì mình muốn cắt thì cắt ha. Đây thì Toàn sẽ cắt bỏ nó đi. Đó. Đây thì Toàn sẽ tém cái phần rễ này bớt nè. Tại vì bên cao bên thấp Toàn sẽ cắt bỏ ha. Đó. Toàn cắt cho nó gọn lại. Xong thì ở đây băng keo nè. Băng keo này thì Toàn sẽ gỡ ra. Này. Toàn sẽ vũ cái giá thể cho nó sạch. Đây được vô ghế nôm gì quý chú anh chị, thì cũng có cây ghế ít cây ghế nhiều quý chú anh chị ơi. Cây này tầm khoảng 10 rễ ha. Đó rồi tao sẽ sổ thêm một cây nữa coi bộ rễ cây kia như thế nào nha quý chú anh chị. Ví dụ mà toàn phải cảm thấy cái cây này rễ nó hơi ít đó thì mình sẽ nuôi lại quý chú anh chị, nuôi lại tầm khoảng 2 tháng nữa mình sẽ trồng tiếp tục ha. Rễ này nó không có đủ tiêu chuẩn nào quý chú anh chị. Rễ này nó hơi sút răng tí xíu ha, nhưng mà mình nói chung là trồng thời gian sau thì nó sẽ bít cái phần này lại đó, những cái phần thừa. Nói chung là mình làm 100 cây nó đạt tầm khoảng là 70 cây thôi chú anh chị đó. Mình sẽ cắt thêm một phần nữa này và tiếp tục toàn sẽ sổ cây này luôn, sổ cây này coi bộ rễ nó như thế nào ha. Thì cây này lúc trước toàn đã cắt ghi riêng cho nó rồi, bây giờ toàn sẽ sổ ra luôn ha. Này, toàn sẽ sổ cây này ra, cái cây này ra luôn. Cây này hiện tại gì nó ra tới 2 tuần rễ rồi. Đó, từ rễ lúc trước toàn cắt nè. Đó, bây giờ nó ra thêm trên đây một tuần rễ nữa với chú anh chị. Còn vũ giá thể sạch ha, để toàn kiểm tra lại coi hai cây này, cây nào rễ đẹp thì toàn sẽ trồng. Đây toàn sẽ cắt bớt cái phần rễ rễ dưng luôn. Đó, toàn sẽ nhấp bỏ bớt. Đây để toàn so sánh hai cây ha, giữa một cây cắt rễ ghim, giữa một cây chưa cắt rễ ghim. Đó. Cây này lúc trước thì toàn cắt cái ghim rồi toàn nuôi lại, giờ nó ra rễ mạng rất là nhiều. Sau đây toàn sẽ bỏ cái phần rễ này bớt ha. Đó, nó ra trên đây rất là nhiều luôn. Mình sẽ ngắt bỏ bớt, toàn sẽ lấy ngang cái phần rễ phía dưới ha. Đó. Rồi. Đây. Thì cái cây này lúc trước toàn cắt cái ghim nè. Bây giờ toàn sẽ lấy cây này toàn trồng, là cây này lúc trước là rễ ít toàn nuôi lại, bây giờ nó ra rễ gì nè quý chú anh chị. Đó, toàn nuôi lại theo sau khoảng tháng mấy ha. Rễ nó ra nè. Rồi cái cây này toàn sẽ nuôi lại nha quý chú anh chị. Nuôi lại sau khoảng vài tháng nữa toàn sẽ trồng. Đó. Dạ rồi, sau đây toàn sẽ lấy cái cây rễ điều này toàn trồng ha, tức là cái cây mà lúc trước toàn cắt cái zin nè, toàn nuôi lại nè. Ở cây này toàn sẽ nuôi lại tiếp tục luôn quý chú anh chị. Đó. Toàn sẽ lấy cây này toàn trồng ha. Rồi sau đây toàn sẽ trồng vô cái chậu anh chú anh chị cho về cho. Thì rồi sau đây toàn sẽ trồng lên cái mô phụ nha anh chú anh chị, tức là cái mô nhỏ ha. Ở đây toàn chuẩn bị cái cây là cắm cố định cho cái cây mai của mình nó không bị ngã. Đó. Đây. Ở đây toàn sẽ sử dụng cọng dừa toàn kéo cho nó đều những cái mai lại anh chú anh chị. Đó. Đây. Tao sẽ cắt ra cộng cộng tao sẽ sửa ghế mai lại. Đầu tiên thì toàn sẽ canh chỉnh là cái rễ cho nó đều lại với nhau ha. Xong rồi toàn sẽ chải lên cái mô. Đây toàn sẽ chải lên. Đó. Chải lên gì thì toàn sẽ buộc cái cọng dây cố định lại. Đây quý anh chị. Đó. Đây toàn sẽ kéo rễ ra xương xương, tại vì đất này toàn sử dụng đất dưới sông nó còn ướt nữa chứ anh chị, cho nên là mình kéo nó ra là nó dính liền lại ha. Rồi mình canh tầm khoảng từ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng thì mình sẽ bư cái phần giá thể ngay chỗ này ra nè, bư ra để coi những cái rễ màng nó coi nó có ra ở trên cái phần này không ha.
xong mình sẽ tuốt bỏ hết luôn chú chị, chứ mình không có để ha. Đó, mình kéo xương xương ra, hiện tại rễ còn nhỏ nó còn yếu quá cho nên mình chữa xương xương thôi, sau này nó hình thành nó thành phẩm rồi á nó bự lên tí xíu Toàn sẽ sửa thêm một lần nữa anh chú anh chị. Đó. Cái này mình sử dụng nhẹ tay cũng được và mạnh tay cũng được không sao, tại vì rễ thì nó đã đạt rồi. Thì quý cô chú anh chị và các bạn nào có giao lưu mai rễ màng của Sunu Singapore thì quý cô chú anh chị các bạn xin liên hệ qua số điện thoại là 0367 447, cũng là số Zalo của chú Đen với chú anh chị. Nhà Toàn xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cho chú Đen những clip vừa qua ha. Nhà Toàn rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho chú Đen clip tiếp theo ạ. Rồi, Toàn đã vô cái phần này xong, cây thì Toàn đã buộc cố định là đó. Sau đây Toàn sẽ vô giá thể ha. Đây. Còn cái cây này Toàn sẽ nuôi lại với chú anh chị, nuôi lại tầm khoảng 2 tháng nữa, tháng mấy 2 tháng nữa ha. Đây, thì hồi nãy Toàn ra thì Toàn sử dụng là một thao sơ dừa. Bây giờ để Toàn vô cái cho cái mai này nó còn dư lại bao nhiêu nha. Nó còn dư lại bao nhiêu giá thể nha chú anh chị. Rễ này mình đè nhẹ xuống lại dính vô cái cắt sình nè. Đó. Cái thể này mình làm cho nó ướt đều để cho cái rễ mai, rễ màng của mình đó, nó giữ cái độ ẩm và cái độ mát cho cái rễ cây mai nó sẽ phát triển mạnh hơn không chú anh chị. À, quý cô chú anh chị các bạn mình đó muốn cho cái rễ mai, đế mai nó đẹp á thì tầm khoảng 2 tháng rưỡi 2 tháng mình sửa một lần, thì mình sửa tầm khoảng từ 1 cho đến 2 lần thì cây mai của mình nó sẽ hình thành cái bộ đế nơm đẹp như quý chú anh chị. Thì nói chung là mình sửa nhiều bị chai cây cũng có, sửa nhiều bị ha nó không chai cây cũng có chú anh chị. Ví dụ mà mình biết cách chăm sóc ha, có thể là mình đè xương xương xuống đây, mình gãi đều ra đây. Rồi mình sẽ đè cái phần này nhẹ nhẹ xuống nha. Đây rễ này nó đã bự rồi, nó mình đè nhẹ nhẹ cái phần này xuống anh chú anh chị. Này xong thì Toàn cũng dư lại được gần nửa thao giá thể nè. Lúc trước mình sử dụng cái đường kính ngang 6 tấc thì mình sử dụng tầm khoảng là gần một thao rưỡi này ha. Bây giờ mình sử dụng là tầm khoảng nửa thao thôi, tại vì Toàn thúc cái V này lại nó còn khoảng 4 tấc. V này cao 2 tấc nhưng mà đường kính ngang tầm khoảng 3 tấc ngoài anh chú anh chị. Đó. Thì xong rồi thì ở đây Toàn chuẩn bị cái nước nè. Nước này mình tưới cho nó ướt sẵn đi, ướt xương ngang cái với chú anh chị, tại vì giờ cái giá thể của mình nó ướt sẵn rồi đó. Ở đây thì Toàn sử dụng lục bình nè. Lục bình này Toàn sẽ cho vào cái V ha, cho vào cái mô mai. Đó. Còn thôi mình vô lục bình xong rồi mình tưới nước cũng được với chú anh chị. Lục bình này mình vô nhiều đi, vài ngày sau thì nó sẽ xẹp xuống luôn chị ơi. Đó. Rồi gì là đã xong nha quý chú anh chị. Xong thì còn miếng nước đây Toàn sẽ tưới vô luôn. À, như gì đã hoàn thành một cái cây mai để màng nha chú anh chị. Nó để màng mình trồng vẫn được, hay hoặc là mình để thành phẩm mình trồng luôn cũng vẫn được chú anh chị. Còn cây này thì Toàn sẽ nuôi lại tầm khoảng 1 cho đến 2 tháng nữa, hay hoặc là mình trồng liền luôn cũng vẫn được chú anh chị. Hay giờ này thì mỗi lần trồng một cái mai á thì Toàn đều chia sẻ lên. Còn hôm nay Toàn không có chuẩn bị là hai cái V cho nên Toàn sẽ nuôi cái cây này lại. Đó. Dạ rồi quý cô chú anh chị, thì hôm nay Toàn cũng chia sẻ cùng quý cô chú anh chị các bạn mình cách để
tạo cái bộ đế nơm đẹp cho cây mai còn nhỏ nha quý chú anh chị, tức là cây mai rễ màng nó chưa thành phẩm ha. Sau đây Toàn xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị và các bạn cách để sử dụng thuốc kích cũ cho cây cây mai. Rồi sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn mình cùng theo dõi luôn ha. Dạ rồi, tiếp theo sau đây Toàn chia sẻ cùng quý cô chú anh chị và các bạn cách kích củ đế mai vàng sau khi chơi Tết ạ. Thì hôm nay cũng là ngày 29 rồi quý chú anh chị. Đó, cây hiện tại của Toàn thì đang gộ ha. Thì Toàn lặt lá hồi bữa mùng 8 cho đến mùng 9 quý chú anh chị. Toàn tới bữa gầm Toàn mới tưới nước ha. Thì hôm nay cũng là ngày 29 hồi nó gộ rồi nè. Hoa chùm luôn nha quý chú anh chị. Đó. Thì cây này thì Toàn không có mà tém lá nha quý chú anh chị. Ví dụ mình tém lá mình tém chỗ này là cây bông không nhìn thấy nó đẹp ha. Nhưng cái này Toàn không có tém lá quý chú anh chị. Toàn để lá để Toàn xịt cốc tâm long để cho nó dính vào đây để cho nó dưỡng bệnh cho cây mai ha. Thì cốc tâm long thì sau Tết thì Toàn sử dụng khoảng 2 lần thì lá gì mình xịt được quý chú anh chị, hay hoặc là vừa ra lá non mình xịt cũng được ha. Thì cách để phòng tránh bệnh trên cây mai sau khi chơi Tết thì mình sử dụng Macuzet hoặc tâm long để mình phun lên cây mai ha, để mình dưỡng cho cái vụ sau quý chú anh chị. Thì hôm nay thì tiếp tục thì Toàn chia sẻ lại cái phần mà thuốc to của mai 3 số 7. Thì mỗi một cái video đề xuất khác nhau, thì hôm nay Toàn xin chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị các bạn nào có xem cái clip của Toàn đợt sau á, thì quý cô chú anh chị các bạn nào vừa dùng thử ha. Thì chai này bên chú Đen chỉ là chia lại với chú anh chị, chia lại tầm khoảng 1-2 chai cho quý cô chú anh chị các bạn nào dùng thử, nếu thấy đạt á thì mình chia lại tiếp tục ha. Thì chai này Toàn cũng không có rõ về cái giá nó bao nhiêu quý chú anh chị. Chai này tầm khoảng 1 lít thuốc ha. Đó. Cái này mình tưới hay mình phun gì cũng được nha quý chú anh chị. Ở đây Toàn sử dụng là một chai siêu dinh dưỡng nè. Chai này 40cc thuốc, mình sử dụng cho bình 16 lít hay hoặc là bình 25 lít nước nha quý chú anh chị. Đó. Còn đây là chai kích cũ, chai này 40cc thuốc. Sử dụng cho bình 16 hay hoặc 25 lít nước luôn, mình tưới hay bình phun. Nếu như mình tưới vào gốc thì càng tốt nha quý chú anh chị. Thì hai chai này mình phối hợp cùng chung với thêm một chai này nữa để mình pha vào mình tưới vào gốc mai. Thì lúc trước thì Toàn đã phun vào cây mai thì tầm khoảng 2 lần, bây giờ Toàn tưới vào gốc tầm khoảng 2 lần nữa quý chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị các bạn nào có sử dụng cái thuốc này á thì mình đợi qua Tết cũng được, qua Tết khi nào mà cái bông mai này nó tượng thành hạt á, nếu như mình giữ hạt á thì mình hái hạt xong mình hả tưới vào gốc ha. Còn nếu như mình không giữ hạt thì mình sẽ bỏ trái hết rồi xong mình sẽ tưới cái thuốc kích cũ này vô. Liều lượng thì một thùng này Toàn sử dụng là khoảng thùng này 10 lít nhưng mà mình múc tầm khoảng là 7 lít mấy nước nguyên chú anh chị. 7 lít mấy nước ha. Đây thì Toàn sẽ pha vô đây khoảng miếng thuốc tầm khoảng là 20cc thuốc cho đến 25cc thuốc nha quý chú anh chị. Đây mình pha khoảng chừng 2 nắp thôi. Đây thì Toàn chế trực tiếp cho luôn quý chú anh chị. Khoảng bao nhiêu. Rồi xong thì Toàn sẽ cho vào khoảng nửa chai kích cũ với nửa chai siêu dinh dưỡng cho cái một thùng này ha. Đây Toàn sẽ sử dụng thêm nửa chai này nữa. Đây mình đổ vào nửa chai. Thuốc này có đậm đặc không chú anh chị, nó giống như là mật ong ha. Dạ rồi, mình cộng chung là thêm khoảng kích cũ nửa chai nữa. Cho tầm khoảng 20cc thuốc không chú anh chị. Tổng hết là cái này tầm khoảng là 60cc thuốc cho một thùng này ha. Hoặc là 10 lít nước cũng vẫn được không chú anh chị. Cái này tại vì Toàn tứ nó hơi đậm ha. Toàn tứ xương nghe, hơi đậm. Rồi xong mình sẽ khuấy đều lên, khuấy đều vô mình tưới vào trực tiếp vào gốc mai luôn ha. Thì quý cô chú anh chị các bạn nào không biết thuốc Macuzet hoặc là cốc tâm long á thì tí nữa Toàn sẽ lấy ra cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái bịch ha. Đây để sẵn đây Toàn lấy luôn anh chú anh chị.
Dạ rồi, đây thì ở đây toàn sử dụng là Macoz nha chú anh chị. Cái này thì mình chỉ tầm khoảng là 9 lò bệnh ha. Cái này loét sẹo cam nè, còn này tháng thư xoài, cái này nói chung là mình sử dụng cho cây ăn trái luôn anh chú anh chị. Đó. Thì mỗi một bịch gì là tầm khoảng là 1 ký nha anh chú anh chị. Nó tầm khoảng là 150 mấy ngàn á. Thì toàn sử dụng cho cái cây mai này tầm khoảng từ 1 cho đến 2 lần anh chú anh chị ơi. Đó. Mình xịt trực tiếp vào thân hay hoặc là mình phun trên lá cũng vẫn được nha quý cô chú anh chị. Đó, thì thuốc này thì toàn chưa sử dụng bây giờ, thì trước tiên toàn sử dụng cái thuốc kích cũ này trước, xong khoảng vài ngày sau hoặc là một tuần lễ sau mình sẽ phun trực tiếp lên cây mai và vào thân luôn ha. Đồng thời mình sử dụng cái thuốc kích cũ này mình tưới trực tiếp vào gốc, rồi xong mình tưới cái mình phun cái này lên thân và lá luôn cũng vẫn được nha quý cô chú anh chị. Sau đây toàn sẽ quay lại cái phần mà tứ kích cũ vào cây mai. Thì mình tứ ở phía cái này nè quý chú anh chị. Bắt đầu tầm tưới ha. Từ ở mí này vào gốc thì tầm khoảng 1 mét ha. Mình tứ cho những cái rễ lụa ở phía ngoài á cho nó hút hút lấy luôn. À vô vô máy hết lưng. Rồi cậu cảm ơn luôn ha. Rồi tiếp tục toàn sẽ quay cái phần bên đây quý chú anh chị, mình tứ trực tiếp vào gốc luôn ha. Đó, mình tứ như vậy tầm khoảng từ một tuần cho đến 10-15 ngày mình sẽ tứ thêm một lần nữa trong vòng 3 lần nha quý chú anh chị. Thì cái thuốc nó thấm á, thì nói chung là mình tưới vào thì nó sẽ khoảng vài tiếng sau hoặc là qua ngày thì sẽ thấm dần dần vào cây mai. Còn kết quả thì từ 2 cho đến 3 tháng thì thuốc này nó sẽ cho kết quả nha quý chú anh chị. Đấy, thì toàn thấy bây giờ cây mai của toàn là nó có hiện tượng là bự nè, lớn nè. Nó không có hiện tượng là bị chai cây như lúc trước ha. Thì khoảng một năm về trước toàn không có biết á, thì toàn lấy cước toàn kỳ gửa vào cái thân mai cho nên nó bị chai một thời gian. Bây giờ toàn sử dụng là cái thuốc to của mai 3 số 7 bên vườn nhà của chú Đen đã tặng cho toàn nè. Toàn sử dụng toàn thấy rất là đạt luôn. Đó. Cây này thì qua Tết thì quý cô chú anh chị các bạn nào có giao lưu thì toàn cũng giao lưu luôn với chú anh chị. Cây này cao khoảng là 3 mét mấy, ngang tầm khoảng là 6 mét. Cây thoát thân của nó tầm khoảng 5 tấc. Quỳnh eo tầm khoảng 60 mấy nha quý chú anh chị. Thì cây này toàn cũng có làm trước 2 clip rồi. Cây này nó vừa đế quái, nó vừa nơm luôn. Thì nhiều anh chị hỏi toàn là cái những cái tược này mình có nên cắt bỏ hay không. Quý cô chú anh chị các bạn mình ví dụ muốn để hoặc là cắt bỏ cũng nhau được. Nếu như mình để tược trong cái gốc mai này nè, mình để tầm khoảng bằng ngón tay cái á, sau này mình sẽ cắt mình chừa lại tầm khoảng vài phân để cho nó tạo cái xù hay hoặc là cái nụ ở trên cây mai. Mình nhìn cái mai của mình nó rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đây, cây này toàn sử dụng thuốc sâu từ hồi lặt lá cho đến mà ra bông đến giờ là cũng khoảng 2 lần đó. Tới giờ thì nó không có một con sâu nào luôn. Đây thì cái dấu hiệu mà toàn tưới kích cũ nè. Cây này nó lớn dội, nó nứt. Ví dụ mà mình tưới vào đây tầm khoảng 2 cho đến 3 lần, cái cây mình nó lớn dội, nó nứt như nè, mình ngưng nha. Mình ngưng, mình không có tưới nữa. Mình để tầm khoảng vài tháng sau, 5-6 tháng sau mình sẽ tưới vô 1-2 lần nữa thì cây mai của mình nó sẽ lớn tốc độ luôn quý anh chị. Đó. Còn cây mai này thì nó bông cũng tầm trung thôi. Thì từ 5, 7, 9 cánh cũng có quý anh chị. Đặc biệt cái nữa là mình thích là những cái cây mai mà ở trong bông, ở dưới gốc hoặc là trong thân cây này nó mọc ra, nhìn thấy nó là lạ quý anh chú anh chị. Mà nó đẹp ha. Đây. Dạ rồi, thì hôm nay toàn chia sẻ cùng quý cô chú anh chị và các bạn cách mà kích củ đế cho cây mai vàng sau khi chơi Tết hay hoặc là trước Tết nha quý anh chú anh chị. Ví dụ trước Tết mình lặt lá vừa xong thì mình sử dụng cái này. Đó, mình sử dụng cái này rồi chừng nào nó ra bông nó tàn hết. Thí dụ mà quý cô chú anh chị các bạn nào có muốn lấy hạt thì lấy, còn không lấy hạt thì mình sẽ lặt bỏ hạt rồi xong mình sẽ sử dụng cái thuốc này tiếp tục nha quý chú anh chị. Mà đã trong khi mà cái hạt nó cái trái nó đang tượng là cái hạt á thì mình tứ cái này vô á thì nó không có hiệu quả bằng cái là mình lặt bỏ hạt hết rồi xong mình tứ cái này vô thì cái cây của mình nó sẽ hiệu quả hơn. Thì hôm nay thì toàn thấy cái cây của toàn thì nó khác hẳn như những mấy cái tháng trước luôn. Đó. Mình tưới cái này thì nó kích cái củ đế lên rất là mạnh luôn. Với lại cây này nó có dốc sẵn nữa, mình tưới vô thì nó mau lớn nha mấy chú anh chị.
đó mình thích nhất là những cái phần này nó bị nứt ra nè, nứt ra thì mình ngưng tứ. Cái này tổng ví dụ tổng tứ cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem thôi, chứ cây này tầm khoảng 2 tháng nữa mình mới tứ nữa nha mấy chú anh chị. Cây này nhánh nó cũng đều nè. Dạ rồi, sau đây tổng sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem vài cây mai sử rễ bên vườn nhà của Toàn ha. Đây, cây mai sử rễ vườn nhà của Toàn này mấy chú anh chị. Cây này còn lá thì Toàn sử dụng cốc 85 ha. Toàn xịt 2 lần này. Mỗi lần cách trao 10 ngày, Toàn xịt 2 lần là Toàn để luôn qua Tết luôn. Đây bộ rễ được quý chú anh chị. Đó. Cây này thoát thân hơi cao. Thì Toàn o cho nó bự bự chút xíu đi. Hiện tại cây này thì nhánh không có đều. Toàn o tầm khoảng chừng nào bằng ngón tay, bằng nửa cầm tay nè, cái Toàn kích ngay cái phần này nó ra cái tược. Đó, Toàn kích ngay cái phần này nó ra một cái tược cho nó cái tược nó già đi. Đó, hay là chân chỗ này cũng vẫn được. Cho nó ra cái tược mà cái lá cho nó già đi, Toàn sẽ cắt ngang cái phần này bỏ. Toàn lấy cái thoát thân lại tầm khoảng là tắt ha. Lấy thoát thân tắt thôi để mình tạo cái đầu dâu đưa chuột cho cây mai. Sau này cái gốc này nó bự nè, còn ở trên đây thì nó chuốt lại nó nhỏ lại. Nhìn cái cây mai của mình nó vừa lạ mà nó vừa đẹp chú anh chị. Cũng tùy theo anh chị lấy thoát thân ha. Có anh chị thì thích cái thoát thân cao, có anh chị thì thích cái thoát thân thấp chú anh chị. Thì Toàn thì nói chung là thấp hay cao thì yêu cầu cái rễ nhánh nó đều là được chú anh chị. Rễ nó đều gan luôn. Ở bên nào thí dụ mà rễ thấp quá mình lấy cái cây mình sọt ngang mình chiêm rễ này cao lên ha. Dạ rồi, thì hôm nay thì Toàn cũng có chia sẻ về cái vấn đề cách trồng mai tạo rễ nơm và cách để kích cái củ đế mai sau khi mình chơi Tết vừa xong nha quý chú anh chị. Và với cách này Toàn cũng rất mong quý cô chú anh chị và các bạn mình thành công. Dạ còn sau đây thì Toàn xin khép lại cái video. Dạ cứu video Toàn cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước, luôn được nhiều sức khỏe, nhiều gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ạ. Năm mới vạn điều may mắn và tốt đẹp nha quý chú anh chị, vạn sự như ý ha. Có quý cô chú anh chị các bạn nào thấy video của Toàn hay và hữu ích á thì hãy xem xong tặng cho Toàn một like và một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn, để Toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.